Bằng nhiều biện pháp kích cầu du lịch, thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19 lần thứ nhất, hoạt động giao thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có những khởi sắc nhất định trong tháng 6. Nhưng chưa kịp hy vọng thì COVID-19 tái bùng phát, khiến thị trường bán lẻ gần như đóng băng, doanh thu toàn ngành giảm sút. Chợ hàng được biết đến là nơi mua bán sầm uất nhất tại Đà Nẵng. Thế nhưng kể từ tháng 4 năm 2020 đến nay, COVID-19 xuất hiện khiến chợ hàng Đà Nẵng trở nên điều hưu hơn bao giờ hết. Không khí ảm đạm bao trùm nơi đây khi mà lượng khách du lịch đã không còn, lượng người đến chợ cũng dần thưa thớt. Theo ban quản lý chợ hàng, hơn nửa số quầy hàng buôn bán các mặt hàng lưu niệm thực phẩm khô dành cho khách du lịch đã phủ bạt, đóng quầy, tạm dừng kinh doanh vô thời hạn. Một số quầy mở cửa trở lại cũng chỉ để quét dọn, tránh hư hỏng, ẩm mốc hàng hóa. Cái tác động của cái dịch COVID-19 thì làm cho tê liệt hoàn toàn hết. Bạn chị tiểu thương mà buôn bán mà, thì cái đi lên mà, đi thì cho cái chợ vui thôi. Chứ thật ra là không có bán được. Trừ cái nhờ cái chủ trương ở đây xuống là giảm cho tiểu thương cái chi đó thì được cái chi thì mừng cái nấy. Cái đây là mình chỉ nêu lên thôi, không biết nói như thế nào. Tại vì cái dịch nó tác động hoàn toàn cầu thì ai cũng điêu đứng không. Ban quản lý chợ hàng cho biết, công ty quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng đã đề xuất Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục miễn các loại phí tại chợ trong 2 tháng 8 và tháng 9, làm việc với cơ quan thuế, đề nghị xem xét miễn thuế cho các hộ tạm dừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thực tế đã ban quản lý hàng ngày cũng tiếp xúc gần và thấy được cái khó khăn của hộ kinh doanh, thì cũng mạnh dạn báo cáo đề xuất với các sở ban ngành cấp trên về vấn đề miễn giảm mặt bằng của tháng 8 và một phần của tháng 9 đến các hộ kinh doanh, cũng như là thông qua cái báo cáo đó để đề xuất đối với bên chỗ chi cục thuế có chế độ miễn giảm cho hộ kinh doanh thuế của tháng 8 hoặc là có thể thêm tháng 9. Không chỉ tiểu thương tại chợ, tại các khu phố chuyên danh của thành phố Đà Nẵng, ngoài các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống có phần sôi động trở lại sau dịch, hầu hết các cơ sở kinh doanh khác đều vắng bóng khách hàng. Nhiều cơ sở kinh doanh treo biển sang nhượng mặt bằng hoặc chưa mở bán trở lại. Nhiều doanh nghiệp có các chương trình khuyến mãi giảm giá sốc, đồng giá để kích thích tiêu dùng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của COVID-19 khiến kinh tế suy giảm, người dân hạn chế mua sắm nên hoạt động thương mại tại thành phố kém sôi động. Kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức các chương trình mạnh mẽ hơn hướng đến người tiêu dùng. Đối với doanh nghiệp là cũng đang cố gắng để đem cái dòng tiền về cho mình, đồng thời để giải phóng hoàn toàn. Thì chúng tôi nghĩ rằng là người tiêu dùng cũng có cơ hội để tiết kiệm một khoản chi phí cần thiết trong cái mùa dịch. Trước đó, từ ngày 28 tháng 7 đến hết ngày 4 tháng 9, Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để khống chế dịch bệnh COVID-19, mọi hoạt động thương mại dịch vụ bị hạn chế, kéo theo doanh thu bán lẻ tháng 8 năm 2020 ở tất cả các ngành hàng đều giảm mạnh, đưa tổng mức doanh thu bán lẻ tháng 8 toàn thành phố đạt chưa đến 4.000 tỷ, giảm 20% so với tháng 7. Tính chung cả 8 tháng đầu năm nay, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tại Đà Nẵng chỉ đạt 53.784 tỷ đồng, giảm 14,5% so với cùng kỳ.